Ủa dạ dạ, thì trước khi vào video thì anh em dành một tí thời gian qua cái kênh podcast mình của mình. Đây là một cái kênh về những cái trận đấu ganh cũng như là leo hạng mà nhà mình cập nhật sắp tới nha. Đây podcast mình, đây là cái kênh thứ hai của mình. Anh em bấm đăng ký giúp mình nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Đây, đây là cái kênh về những cái trận đấu của mình. Đây, đây là hoàn toàn về đánh ganh thôi nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Còn bây giờ thì bắt đầu clip nào. Yeah. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Thì mình là Boss Game TV nha. Thì cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ đo lường hai cái vị tướng. Một là cái vị tướng mới này nha anh em ơi. Cộng thêm là một cái vị tướng nữa, đó chính là khá là quen thuộc của anh em, anh chàng siêu đẹp trai, anh Tulen của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ đo lường và so sánh sức mạnh của hai cái vị tướng này trong cái clip ngày hôm nay của mình nha. Thì anh em có yêu cầu vị tướng gì thì nhớ bình luận bên dưới nha, để coi cái cặp đấu ngày hôm nay ai sẽ mạnh hơn trong cái clip pháp sư mà mạnh đây anh em ơi. Hai đứa này nó cũng xứng đôi phải cái trưởng ấy chứ, xứng hợp làm vợ chồng lắm anh em à. Rồi mình không biết cái vị tướng mới này là trai hơn gái nữa nè bà con. Bà con biết thì nhớ bình luận bên dưới nha, chứ tôi không biết như sao nữa. Ok, vậy là mình sẽ bắt đầu cái trận đầu tiên trước, cái trận không đồ đầu tiên trước nha. XG sẽ là cái đối tượng thử trước nha bà con ơi. Ok, anh em đang xem video nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Ok, XG sẽ thử trước ở cái gào thứ nhất này khi không có đầu nha, để coi sức mạnh của cô nàng này như thế nào. Ok ok, để coi nè. Thì ban đầu mình sẽ ném trái bom trước. Thì đây là một cái từ vị tướng pháp sư thì mùa sau sẽ rất là bá đạo đây, với cái chiêu cuối ném cái trái mềm chà bá lửa đó bà con, bởi vì thứ gì mà chịu nổi. Để coi bao nhiêu giây dành cho vị tướng này ở cái gao không đầu nha. Đó, chọi mấy trái mất ma thôi thì cứ việc như vậy thôi, thì 13 giây là cái thời gian ở cái gao thứ nhất nha. Đấy, khi chị đại không lên đồ thì cái 13 giây là một cái điều khá là dĩ nhiên dành cho chị đại của tôi rồi trời ơi. Rồi, vô cùng tuyệt vời luôn chị ơi, 13 nha bà con cô bác nhớ, ở cái gao thứ nhất không đồ nha. Chị đại là 13 giây nè, ít ghi 13 giây nha bà con ơi. Không biết anh tu lạnh. Đó, không biết cái anh tủ lạnh sẽ nhiều đây, canh tủ lạnh sẽ bao nhiêu ở cái gao đầu tiên. Chị của tôi là 13 giây rồi đấy. Ok ok, tiếp theo là sẽ là anh Tulen nha bà con ơi. Đấy, hồi nãy là pháp sư, cái này cũng là pháp sư, nhưng ở cái gao thứ nhất, để coi anh Tulen sẽ như thế nào về cái gao không đầu này. Hồi nãy XG là một cái vị tướng pháp sư vô cùng hoàn hảo rồi, chỉ việc chọi chọi mèn vậy thôi, ai chết chết không chết thôi đó bà con. Còn bây giờ thì sức mạnh của anh chàng thích chơi hệ sấm sét, dân chơi hệ sấm sét đó, dân chơi hệ lôi bà con à. Để coi sức mạnh từ lôi đẻo của anh ta nhá. Thì vị tướng Tulen thì anh em đã biết rồi, một cái vị tướng có thể đem đi mid đi gần cũng khá là ngon nhá. Cái vị tướng này anh em mà sở hữu được ba màn đầu thôi, ba cái món đồ đầu thôi thì cũng đã có thể căng tê bạn rồi. Với cái nội tại từ những cái đợt sấm sét của mình và cái chiêu cuối khi anh em kết liễu mục tiêu thì nó hồi lại ngay lập tức, thì cái vị tướng này đi mid thì bao gánh tem luôn anh em à. Đó, bao gánh tem luôn, với cái đầu cấu ghẻ và cái sát thương chuẩn của anh ta thì ngon lành còn đào luôn. Để coi bao nhiêu giây ở cái dao không đầu nha. Đây, chờ sẵn sàng luôn bà con ơi. Đấy. Đấy, cứ việc anh cứ việc tung treo vậy thôi anh trai. Việc còn lại cái đêm là úi cái gì vậy ba? Ở cái dao đầu tiên không đồ mà nó chỉ cần 7 giây thôi đã có thể chấm dứt được cái con quỷ agum rồi bà con à. Ai trời, em tôi agum nữa chứ con quỷ gì ông nội. Đấy, chỉ việc 7 giây thôi, cái vị tướng kêu thì 13 anh em à, 6 thua tặng 6 giây đối với Tulen và XG nha. Vậy là ở cái gao thứ nhất không đồ Tulen của chúng ta win 1-0 nha. Rồi ở cái trận không đồ thì anh Tulen của chúng ta win được một điểm rồi này. 1-0 đầu tiên nghiêng về anh Tulen nè. Tiếp theo là sẽ là cái trận có đồ nha. Trời ơi. Ok, tiếp theo là sẽ là cái trận có đồ và mình sẽ cho vị tướng XG này thử trước nha anh em ơi. Thì bùi đồ cũng khá là đơn giản thôi. Một cái đôi giày phù thủy nè, một cây trường bùng nổ nè. Vương miện nè. Vương miện rồi mặt nạ nè. Rồi tâm linh nè, trường hủng mang nè. Đấy, ok ok nha. Cái bùa đồ cũng khá là đơn giản dành cho những cái vị tướng như thế này thôi. Thì hồi nãy thua rồi đó em. Nãy thua rồi đó em gái. Thì gắng gắng win ở cái trận thứ hai, cái gao thứ hai đây coi ông nội. Đây, nãy thua trận đối với anh Tulen này đó. Anh Tulen nãy được một điểm rồi đó. Để coi nha. Cố thắng nè. Ở cái gao thứ hai cố gắng thắng nha. Thắng đi tôi về đây là tôi an ủi cho. Ok. What the fuck? Đây, để coi cái lượng sức mạnh full đồ của cái vị tướng XG như thế nào nha.
thì cô cứ việc là chọi cháu mèn thôi đó, chọi chọi hay chết chết không chết thôi đó, cứ việc nổ tung thôi. Ui trời, dã man chưa, dã man cực kỳ luôn anh em à. Cứ việc chọi như vậy mà gần nửa đốt máu đối với vị tướng này đấy. Rồi vị tướng này này mà pháp sư mùa sao mà không cắm một cái hay là nó lộng hành cho coi. Ok, ở cái giao thứ hai full đồ thì 8 giây nha. Rồi nhanh với bà nội, hồi nãy 7 giây giờ 8 giây nãy nha. Nhưng đây là một cái giao full đồ nha, tại Agum nó cũng lên đồ nên 8 giây là một cái điều vô cùng tuyệt vời dành cho vị tướng này, là khá là nhanh đấy bà con ơi. Không biết anh Tulen ở cái giao thứ hai full đồ sẽ như thế nào đây. 8 giây bà con nhớ ở cái trận thứ hai dành cho vị tướng này nha. Anh Tulen đây. Ok, anh Tulen cũng mình cũng lên bưu đồ y như vậy thôi anh em ơi, y như cũ, u như kỹ thôi, kể chi cho mất công đúng không? Đó, nhiều khi đó y như cũ thôi. Ok anh em, đang xem video nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nha anh em ơi. Ok, để coi Tulen như thế nào. Hồi nãy là đường điểm mà đông cứu nội, nhường nhường ta ăn xíu coi. Hồi nãy trận thứ nhất mình win rồi đó, trận thứ nhất win đó, trận thứ hai nhường ta được không anh trai? Trời ơi, anh trai hãy xem xét. Rồi anh đẹp trai quá à, thiệt luôn á. À, trận thứ hai nhường cô em được không? Nhường cô em SG điểm được không? Hân lấy luôn điểm cũng được đó anh trai à. Tại vị tướng Tulen là một cái vị tướng mình khá là thích luôn bà con ơi. Bởi vì đem vào là chơi, đem vào là chơi, đem vào là bập thôi. Đó, tuyệt vọng mặt trời luôn á. Ok, đây coi cái vị tướng này nó su cana như thế nào nha. Đây. Đấy, mình cứ việc bắn cái lôi đẻo trước và khi tung chiêu như thế này thì cái combo của cái vị tướng Tulen thì làm một cái vị tướng bốc hơi khá là nhanh bà con à. Ở cái giao thứ hai lại win. Rồi Tulen nó win ghiền bà con. Có thêm một điểm ở cái trận thứ hai full đồ nữa nha. Rồi cái trận đầu tiên không đồ và trận thứ hai có đồ, nó đều win hết trơn, vậy là 2-0 nghiêng về Tulen của chúng ta nha. Rồi. Cái gì mà tuyệt vời với gì anh trai, vừa đẹp trai mà vừa mạnh như thế này thì thứ gì chịu nổi bà con. Đó, bây giờ tôi su cana lắm rồi, tôi mở ra cái trận thứ ba dành cho hai quý cái vị tướng này về quýnh con rồng bạo chúa nha bà con ơi. Đây để coi cái giao thứ ba để coi ẻm gỡ gạt là sao. Đây gỡ gỡ là anh em nha, anh em gái. Rồi mình gỡ là điểm ở cái giao thứ ba này coi, để quỷ Tulen nó win hoài à. Để quỷ Tulen win hoài lộng hành quá trời kìa. Đấy, mặc dù là vị tướng Tulen là một cái vị tướng mà tôi cũng khá là thích anh em à. Đó, với cái độ sốc đam nhanh và cộng thêm cấu ghẻ này thứ gì chịu nổi. Để coi đây. Ui trời ơi. Cô em của tôi mạnh lên cái nào, tung chiêu trong bằng ấy thời gian thì vô cùng tuyệt vời. Úi giời, thằng Tulen nó có vẻ nhỉnh hơn bà con ơi. Rồi cứ việc cấu ghẻ như vậy thôi thì rồi toan nữa rồi, rồi su cana luôn rồi, phê như con tê tê luôn bà con à. Vậy là ở cái giao thứ ba này Tulen tiếp tục win thêm một điểm nữa. Cái gì với ông cứu nội, cái gì mà làm ăn hoài vậy, không cho nhường cho ông ta một điểm nào chân gì ba. Rồi nó giành 3-0 luôn bà con à. Ở cái giao đầu tiên không đồ, thêm cái giao thứ hai có đồ, thêm cái giao thứ ba về quýnh con rồng, nó ăn thêm 3 điểm luôn, nó thắng trắng ngày hôm nay luôn em ơi. Trời ơi, còn gì tuyệt vời hơn nữa đúng không bà con. Nhưng Tulen win vậy tôi cũng rất là tự hào anh em à. Vị tướng pháp sư ngày xưa cũng win được vị tướng pháp sư mới như thế này cũng rất là tuyệt vời rồi. Anh Tulen ơi, anh Tulen đúng là một cái vị tướng mà mình vô cùng thích mà anh em ơi. Đấy, anh Tulen của chúng ta ngày hôm nay thắng trắng 3-0 nha. Vị tướng XG của chúng ta thì thua trắng luôn. Đấy, ngày hôm sau thì mình sẽ đo lường cái vị tướng khác với cái vị tướng XG này. À, để cho cô nàng này gỡ lại một xíu nhá. Anh em muốn mình đo lường về cái cặp đấu nào nữa thì nhớ bình luận bên dưới để mình làm về cái cặp đấu nào của anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian đến tận bây giờ để xem hết video clip này của mình nha. Anh em đang xem video nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nha mọi người ơi. Thích video thì nhớ chia sẻ video và bấm biểu tượng chuông để nhận thông báo nha anh em ơi. Ok, hẹn gặp lại tất cả các bạn, tất cả mọi người trong những video kỳ sau nha. Bye bye. Anh Tulen của ngày hôm nay của chúng ta thắng hết trơn 3-0 luôn. Bởi vì tôi hơi bị buồn. Nhưng không sao, để trận sau XG gỡ lại nha. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ với mình nha.